5 điều cần lưu ý khi săn vé xem Blackpink. Quý vị và các bạn thân mến, tin tức nhóm Blackpink biểu diễn 2 đêm trên sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội trong những ngày qua. Vì vậy, làm thế nào để săn vé buổi biểu diễn Born Pink đã trở thành chủ đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Sau đây sẽ là 5 lưu ý được chia sẻ bởi Khánh Linh, một fan hâm mộ của nhóm nhạc cho biết sau khi tham gia nhiều cuộc săn vé tại nước ngoài. Khánh Linh cho hay, một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc săn vé chính là chuẩn bị đường truyền mạng thật tốt và ổn định. Cô bạn cho biết, để thành công có được tấm vé trong đêm diễn Born Pink tại Thái Lan, dù 11 giờ vé mới mở bán nhưng từ 9 giờ, Linh và hội bạn thân đã ngồi ngay ngắn ở quán internet cao cấp cùng loại máy xịn nhất, mở sẵn trình duyệt, chuẩn bị đi săn. Chuẩn bị một đường truyền mạng tốc độ cao, không chập chờn thật sự là một điều cần thiết. Về tốc độ internet, mọi người có thể dễ dàng kiểm tra thông qua một vài trang web miễn phí. Ngoài ra, sử dụng mạng 4G hay 5G cũng là một ý tưởng không tồi. Đến chặng concert ở Singapore, tôi chỉ ngồi ở nhà và sử dụng mạng 4G nhưng vẫn có thể mua thành công, Linh cho biết thêm. Thứ hai, bạn cần đăng ký sẵn tài khoản và làm quen với website mua vé. Thông tin website bán vé đêm diễn Born Pink Hà Nội đã được công bố. Để được săn vé, mọi người nên truy cập vào website, đăng ký tài khoản và thử vào một số buổi biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc khác để làm quen với một số thao tác như điền thông tin cá nhân, phương thức thanh toán. Với số lượng người mua vô cùng lớn, việc làm quen này sẽ giúp các bạn thao tác nhanh gọn hơn trong quá trình săn vé và ngày mở bán, đồng thời cũng sẽ tránh trường hợp nhập sai thông tin dẫn đến việc phải nhập lại từ đầu. Thứ ba, hãy chuẩn bị một phương thức thanh toán. Khánh Linh chia sẻ, cô từng bị hụt 2 lần mua vé tại chặng Thái Lan vì bị lỗi thanh toán. Do đó, mọi người nên có một sự chuẩn bị kỹ càng về hình thức thanh toán để tránh những lỗi không đáng có. Hãy chắc chắn rằng số dư trong tài khoản, ví điện tử của mọi người khả dụng và chênh ra một khoản an toàn so với tiền vé. Nếu được, hãy cố gắng học thuộc hoặc viết sẵn số thẻ, mã bảo mật để có thể nhập thông tin một cách nhanh và chính xác nhất. Khi đã truy cập vào trang thanh toán, khả năng mua vé thành công của bạn đã chiếm tới 90%, vì vậy hãy chuẩn bị một phương thức thanh toán thật nhanh gọn để tránh rơi vào những trường hợp thật đáng tiếc. Thứ tư, hãy có kế hoạch mua vé cụ thể. Để thành công chọn được hàng ghế mong muốn, đó không chỉ là vấn đề mạng hay may mắn. Trong nhiều trường hợp, mọi người không chọn được hàng ghế đúng ý do vé đã được bán hết. Vì vậy hãy đề ra những kế hoạch B hoặc thậm chí là kế hoạch C để tránh lúng túng khi hàng ghế mong muốn bị cháy hàng. Khánh Linh chia sẻ, khi săn vé tại chặng Singapore, cô và hội bạn đã phân công rõ nhiệm vụ của từng người trong nhóm. Mỗi người sẽ dùng tài khoản riêng để truy cập website bán vé. Ai vào được trước sẽ thông báo để mọi người cùng chọn và thanh toán. Mọi người nên bắt cặp hoặc mua theo nhóm 4 người vì đa số trang bán vé sẽ giới hạn lượng vé được mua, thường sẽ là 2 hoặc 4 vé cho một tài khoản, Linh chia sẻ thêm. Hầu hết website bán vé sẽ để người mua ở giao diện chờ trước khi vé được mở bán chính thức để tăng tỷ lệ mua vé thành công. Mọi người có thể nhờ bạn bè hoặc sử dụng 2 máy tính. Thứ 5, liệu bạn có nên thuê người săn vé hộ hay không? Trên các diễn đàn mạng xã hội hiện nay có rất nhiều tài khoản nhận cam vé buổi diễn Born Pink với giá thành từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy vào hàng ghế bạn chọn. Trên thực tế, nếu không muốn mất thời gian và công sức vào việc mua vé, bạn có thể thuê người săn vé hộ. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều trường hợp nhận tiền rồi biến mất hoặc không mua được vé, thậm chí là bán một mã vé cho nhiều người. Người mua chỉ có thể biết khi bị từ chối ở quầy soát vé tại địa điểm tổ chức. Bên cạnh đó, hiện nay cũng có rất nhiều nguồn bán vé từ người quen, người trong ban tổ chức. Trên thực tế, ban tổ chức Born Pink hiện còn chưa đưa ra sơ đồ chỗ ngồi cũng như giá vé chính thức. Việc có được tấm vé với mức giá chưa được xác thực là không đủ căn cứ để tin tưởng. Trên đây là những tình huống rất phổ biến thường xảy ra tại nhiều concert của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Vì vậy, người mua nên kiểm tra chọn lựa và kiểm tra kỹ càng độ uy tín của những đơn vị, cá nhân săn vé để tránh rơi vào những trường hợp đã mất tiền còn không có vé như trên. Lần đầu tiên Blackpink đến Việt Nam và lại tổ chức 2 đêm diễn thuộc chuỗi lưu diễn đình đám Born Pink nên không tránh khỏi sự háo hức, mong chờ. Tuy vậy, mọi người cũng nên có những sự chuẩn bị kỹ càng cũng như hết sức tỉnh táo trước khi xuống tiền mua vé để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích VietTimes, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.